Chào các bạn, hôm nay mình làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn về một cái vấn đề mà các bạn rất là băn khoăn ở cái chỗ là khi mà các bạn mua một cái cặp màn hình Nvidia về đấy, Nvidia đấy, thì là về mà các bạn không thiết lập được xong thông số, và khi mà các bạn dùng các cái ứng dụng cho video này, đồ họa hay là chơi game chẳng hạn, mà các bạn vẫn cứ thấy nó giật và nó không được mượt, nó bị lắc, nó không được như ý. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip thì sẽ chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm mà mình thiết lập cặp màn hình và mình cài đặt và thiết lập cặp màn hình cho nó chạy được tối ưu và chạy hiệu suất cao nhất để hỗ trợ cho vấn đề và video hình ảnh của các bạn được mượt mà hơn. Ok, thế bây giờ mình vào luôn vấn đề. Thì là bây giờ các bạn gõ lệnh DXY vào để kiểm tra cái thông số của cái cặp màn hình của các bạn nhé. Các bạn vào đây, các bạn gõ cái lệnh DXY vào thì là các bạn xem cái vào display, ở cái mục mục display để các bạn xem cái thông số của cái VGA của các bạn là cái gì. Của như của mình đang sử dụng thì là nó là Nvidia GeForce GTX 1050 Ti đấy. Ok, thì là của các bạn nó như thế nào thì là nó sẽ nằm ở đây đúng không đấy, 1050 Ti nhá. Thì là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách tải về. Bước đầu là cái cách tải về, vì nhiều bạn là không biết cách tải về ở cái trang chủ của nó, thì là các bạn có tải những cái trang nó rất là nó theo đường đường link của bên thứ ba các thứ đấy, thì là nó không được trực tiếp ở trang chủ, là nó không có những cái phiên bản version mới nhất. Ok, thế vậy bây giờ mình sẽ tắt cái này đi và mình sẽ vào trang 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 chủ cho các bạn hướng dẫn nhé. Ok rồi, bây giờ các bạn vào trang chủ là nvidia.com này, nvidia này đấy. Ok, nvidia.com nhé. Đây là trang chủ của cái lớn nhất của cái cặp màn hình đấy, đấy nó của hãng Nvidia. Ok, thì là mình sẽ cái này là cái mục, cái này nó cũng không quan trọng lắm, là ngôn ngữ thôi. Thì là mình vào cái Unities này. Thì là các bạn vào cái mục driver, là các bạn bật tích vào cái mục GeForce driver nhá. Đấy, ok đấy. Thì là các bạn kiểm tra thông số cái máy của mình thì là lúc nãy là 1050 Ti đúng không? Thì là bây giờ các bạn check vào đây và cái mục và tìm vào mục GeForce tương ứng với cái cặp màn hình của mình. Đây GeForce 10 series, đây là nó tương ứng với 1050 đấy. Đấy, còn ở dưới mã là 999 900 series, 960 970 Ti chẳng hạn. Đây GeForce 10 series đúng không này. Ok đấy nhá. Thì là ở đây thì các bạn sẽ vào mục notebook, xin lỗi, thì là cái của mình là PC, thì là mình gõ vào đây GeForce 10 series này đấy, và sẽ cái mục này là 1050 Ti thì mình sẽ tích vào 1050 Ti đúng không? Ok, thế ở đây nó sẽ hiện ra cái thông số của bạn và thông số máy của bạn, thì là mình sẽ ấn vào mục Start Search, tìm kiếm một cái phiên bản mới nhất, driver mới nhất cho cái hệ Nvidia 1050 Ti của mình đấy. Ok, đây là của nó, là nó sẽ hiện ra các cái bản, thì cái bản trên cùng bây giờ là bản mới nhất đúng không? Thì các bạn sẽ tích vào đây mà nó sẽ hiện ra thông số của những cái ngày mà nó cập nhật update lên đây, tất cả dung lượng ở đây này, bạn vào download đấy, nó sẽ hiện ra cái mục thư mục ở đây, thì là bạn cho vào cái nào thì là bạn lưu vào. Ok nhá, thế nhá, mình hướng dẫn cho các bạn là cái cách tải về trang chủ. Bây giờ mình đi luôn vào vấn đề, thì là cái khi mà bạn đã tải về rồi thì là cái thông số của cái tất cả đây, cái bảng panel của Nvidia control panel nó sẽ nằm ở đây. Ok, mình sẽ mở nhá. Đây rồi đấy, bắt đầu là như thế này. Thì là khi mà bạn các bạn tải về, nếu mà bạn không vào đây các bạn kích hoạt cái Nvidia của nó cho nó chạy tối ưu nhất, thì nó cũng chỉ chạy được 40-50% thôi, chứ không bao giờ mà nó chạy được được mượt mà cả. Nhiều bạn cứ bảo sao quái quỷ mà mua đầu tư, mua cái tiền mà nhiều nhiều tiền mua cái VGA nhiều tiền mà làm sao mà nó không được như ý, tức cũng không làm sao được. Đây bây giờ bắt đầu từ đầu thì là bắt đầu nhá, thì các bạn sẽ vào mục Manager 3D Setting đấy. Thì bắt đầu đầu tiên là các bạn phải vào cái mục Sharpening Up, thì là mình sẽ mở mục On lên, Sharpen đấy, xem là các bạn kích hoạt cái On lên nhá. Đấy, còn cái này Grain của nó thì tùy theo các bạn, nếu mà các bạn để nó nhiều quá thì nó sẽ trong video của bạn là nó sẽ bị Grain, nó sẽ bị giống như kiểu muỗi. Nhưng thường là mình để thấp 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 này đấy. Còn cái mục GPU Scaling thì các bạn bật nó lên. Đấy, cái mục này thì ok nhé bạn nhé. Xong là sẽ bạn sẽ ấn ok này. Đấy, xong là bắt đầu tất cả cái mục ở đây này đấy, bạn sẽ kích hoạt nó lên nhá. Đây. Ở Performance thì bao giờ thì mình sẽ bật Quality là cao nhất này. Đấy, bạn cứ lưu ý là tất cả những cái mục này bạn cứ đẩy hết nó cao là 16x này. Vì cái thông số của cái cặp màn hình là bạn cứ đẩy hết lên. On này, đây.
Antilasing gamma correction này on đấy, antilasing override rồi. Để cái mục khử dăm cưa đây, các bạn sẽ tích vào cái mục đây, ở đây là 8 này. Đấy. Super sample đây, cái super sample, ok. Nó rất là nhiều bạn nó không biết là cái này không để ý. Đây là cái này quan trọng là đây này. Cái này khi mà mục gian phim làm ảnh mà các bạn không có cái này thì là nó sẽ không bao giờ mượt này. Đây. Nó là CUDA GPU này. Đây, khi mà bạn chưa kích vào thì là nó sẽ hiện là non, là nó sẽ mặc định là như thế này. Và khi mà bạn ấn vào nó có một cái bảng hiện lên là cái fog không là không TI, thì bạn tích vào đây xong rồi bạn ấn ok. Đấy, thì là nó sẽ hiện một dãy bảng ở đây nữa. Đấy, rất là nhiều. Đây, bạn sẽ là vào cái mục 4 đây, navigation đây. Smooth, ok, cứ để như này thôi. Và là cái này bạn sẽ để vào ultra nhá, đây để chế độ cao nhất ultra này. Max frame rate đây, và frame rate là cái gì, mà frame rate là mình nôm na hiểu là cái độ fps đấy. Ví dụ mình chơi game hay là mình làm các cái ứng dụng đồ họa gì thì là mình cho nó đẩy độ fps lên. Mình thường thường thì mình chỉ cần là 60 đấy. À, tầm 60 thôi, mình hay để 60 fps là thoải mái. Nó ấn ok. Và cái mục AA này, cái mục multi frame sample A thì là bạn kích hoạt on lên đấy. Open GL này, open GL nó rất là quan trọng, rendering và GPU thì mà là phải có cái này thì là nó mới ok này. Đây này, auto select bây giờ vẫn đang để nó ở cái mặc định auto này chứ mình chưa bắt nó phải chạy. Thì bạn ấn vào đây. Đấy, bạn phải tích vào cái này thì là rồi. Mục tiếp theo bạn performancer này, maximum chạy hết công suất tối đa luôn, shader đấy, hiệu ứng on. Allow này. Đấy. High quality này, đấy. Texture High Performance này, đấy rồi. Các bạn cứ kích hoạt on nhá, bật on lên, bật hết chế độ on lên. Đấy, on này. Cái này nó rất là quan trọng với cái công việc của các bạn làm. Đây cái mục này nữa này. Vertical Sync như thế là về bạn về cái bật cái mục fast cao nhất, chạy tốc độ. Ok. Và cái mục cuối cùng bạn cho vào cái tích vào mục 4 nhá. Đấy, xong là khi mà tất cả bạn đã xong rồi thì các bạn ấn apply này. Apply để cho nó lưu hết các cái đấy. Apply là lưu hết các cái thông số mà các bạn đã kích hoạt rồi. Ok. Bây giờ cái mục fix con free surround fix. Đấy, các bạn ấn vào đây thì là nó sẽ hiện 1050 tỷ đây rồi này, thông số ở đây rồi này. Đấy đúng không? Mặc định rồi này. Lúc nãy là nếu mà khi mà các bạn chưa kích hoạt thì là nó sẽ chỉ ra một cái chữ CPU đúng không? Gentle Saturation này. Nên cái mục này thì là cái bảng control bảng màu ấy thì là bạn phải kích hoạt hết và nó chạy qua cái VGA, cái bảng mạch VGA Nvidia setting nhá, xong là các bạn chuyển sang cái hệ màu thứ ba này, cái hệ màu đẹp nhất này. Đây, xong là các bạn ấn apply này. Đấy. Mấy cái này nó không quan trọng lắm. Đây. Những cái này, cái mục dưới cùng là cái mục video color setting thì bạn cũng phải chạy qua cho cái vỉ mạch của Nvidia nhá. Đây, apply này. Đấy. Rồi. Xong là cái video image setting cũng bạn cũng chạy qua Nvidia của cái card màn hình. Ok rồi, xong là bạn ấn apply. Thế. Đây như này tất cả là coi như là đã xong rồi, bạn đã kích hoạt được cái VGA của các bạn là ok rồi này. Đấy. Kiểm tra lại một lần nữa. Tất cả các thông số thiết lập cao nhất ở mức cao nhất để cho cả màn hình nó chạy tối ưu. Chạy đây là cái bản mới nhất đây. Đấy, 445 rồi. Ok, thế hôm nay mình là hướng dẫn cho các bạn cái cách mà cập nhật cái
cái bản mà cho cả màn hình của mình mới nhất và cách mà kích hoạt cho cái cả màn hình của mình nó chạy tối ưu nhất thì mình chia sẻ đến với các bạn để chúc các bạn sẽ làm theo cái hướng dẫn menu của mình là nó sẽ máy tính sẽ chạy rất là ok. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.